Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của KTC Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những cái chuỗi video phân tích về xuống của thị trường crypto trong cái thời gian ngắn hạn sắp tới Thì trước khi đi vào phân tích cụ thể thì mình có nói qua lại một chút về cái vấn đề phân tích kinh tế vĩ mô Hôm qua thì chúng thấy được là CPI giảm rất là tốt từ 6.4 về 6.0 Thì đây cũng là một cái tin tức tốt là Đấy là một cái động lực tốt với giá của BTC thì khi mà tin chưa ra nó đâu đó ở vùng 24 25k này mình đã nói các bạn là nếu như mà CPI nó giảm tiếp tục quay đầu giảm thì có thể nó sẽ đi lên đây, nó phá quay vùng 25k. Có thể test đâu đó 27 28k nhưng mà nó mới lên đến 26k3 thì bắt đầu quay trở lại fullback Thì uh, như mình đã nói trong khi mà nó lên thì chúng ta không thể nào mà phô mô chúng ta nhảy vào được. Chúng ta không thể nào nhiều chúng ta có thể phô mô chúng ta nhảy vào luôn được bởi vì lúc đấy giá đang quá cao rồi thì chúng ta hãy chờ đợi khả năng nó sẽ có lên đâu đó khoảng tầm 278 thì nó có một dịp pullback đâu đó nó test lại về 25k thì lúc đấy chúng ta có thể xem xét để chúng ta tính toán được là liệu có vàng hay không đó thì bây giờ hiện tại bây giờ nó đang kéo về nó đã về nó test hẳn 24k rồi nó đóng ngược lại trong vùng 25k thì uh, trong cái video hôm nay thì mình sẽ định hướng cho các bạn là lên làm thế nào là trong cái thời điểm uh, tình hiện tại bây giờ được rồi ok thì uh, nếu các bạn thấy video hay với nghĩa thì hãy cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh để các bạn có thể nhận được những video sớm nhất nhớ ấn đăng ký xong là ấn quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất à, và và do vào các nhóm tao này có làm Facebook mà ở trong phần mô tả đấy à, thì đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại với biểu đầu tuần Thế thì ra à, thì hôm thứ hai vừa rồi đầu tuần thì à, mình lại bận có việc nên đâu ra là mình không không lên phân tích được à, thì thứ hai đầu tuần à, mình cũng có đăng cho anh em một cái tốt là cây này là, là cái pin ba rút chân nó chính là một cái Uh, cây pin ba tăng thì hiện cho bên mua quay trở lại rất là mạnh mẽ Đóng phát rút chân lên tạo thành một cây nến pin ba tăng ở đến tuần đóng qua cái vùng 21 k này là cái vùng hỗ trợ mạnh nó tạo thành cũng giống cái phá vỡ giả đây cũng giống cái cái cái, cái tình trạng hiện tại như bây giờ à, nó đóng cây lên đây thì đây chính là một cái tín hiệu mua rất là mạnh đấy thì um, thực ra chúng ta cũng hơi lăn tăn trong cái giai đoạn nó rút chân như này bởi vì là nó còn câu chuyện của USDC phốt của USDC câu chuyện USDC mất pop đúng không và một số cái tin tức kinh tế vĩ mô nó khá là tiêu cực thế nên thời điểm đấy là chúng ta vẫn hơi rón rén chúng ta mới chỉ action đâu đó khoảng tầm 10 ở 19 cái 9 trên live stream là mình có bảo các bạn có thể action 19 k 9 chúng ta vào lại đâu đó 20 phần thì thực ra trong thời điểm đấy chúng ta không thể vào nhiều quá nhiều hàng được bởi vì nó còn khá là rủi ro lúc đấy nó ngay gần dưới này 19 k 9 nó ngay gần dưới này đâm ra là nó còn quá nhiều tin tức nên chúng ta thứ nhất là về câu chuyện mà target nó lên được đến bao nhiêu và cái thứ hai là phải chờ đợi những cái 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 tin tức về lạm phát ra về câu chuyện là về ODC nó không bị làm sao cả đấy là action chỉ được một phần thôi không không được nhiều đấy thì đấy là trên cái biểu đồ tuần hiện tại cái tuần này thì nó chưa đóng nó đang chạy thôi chứ chưa biết là hình thái cái lên như nào thì chúng ta sẽ xem biểu đồ ngày với biểu đồ ngày thì sẽ có nhiều thứ để nói hơn thực ra thì trong cái xuống ngày các bạn thấy được là đợt này giá xuống tăng rất là mạnh một cây đến hai cây đến kế đến cây lên thứ ba nó tăng mạnh nhưng mà rõ ràng sau khi hai ba cây lên tăng rất là mạnh như này thì cây này nó tăng lên thì bắt đầu là nó phải có bên bán tức là nó không thể nào phi một lèo được mà có thể nó sẽ phải phun bách trở lại sau đó nó test mà nó mới đi tiếp xuống thì đây chính là một cái cây rút chân nhưng mà cái cây rút chân này nó là ở ngay cái vùng hỗ trợ kháng cự mạnh là vùng 25 k thì với cái cây đến ngày các bạn thấy được là mặc dù đó vẫn là một đà tăng mạnh nhưng mà cái vấn đề ở đây là chúng ta thấy được là cái râu này đó chính là một cái động thái khá là nguy hiểm với giá tức là sau khi giá nó phá qua cản phá qua vùng hai k này rất là mạnh mẽ nhưng sau đó bên bán quay trở lại và bán tháo nó xuống và lại nó lại đóng ở bên dưới nó tạo thành một pin ba giảm nó tạo thành một cái phá vỡ giả, đấy không cái phá vỡ giả đây tức là cái hành động như tưởng chứng là phá vỡ rồi nhưng sau đó là thằng bán lại quay trở lại và đẩy giá đi xuống tạo thành một hành động giả vờ như là phá vỡ, cuối cùng lại quay lại bên dưới lại đóng cửa ở bên dưới cái vùng kháng cự mạnh này thì đấy là một cái tín hiệu không được khả quan cho lắm mặc dù đương nhiên với mình thì cái phá vỡ giả này thì nó sẽ không có tới cái, cái ý nghĩa quá mạnh vì sao? Bởi vì đây là một đà tăng xuống mạnh. Đấy, thì lên đến cây nó đẩy lên thì đương nhiên nó sẽ có một thời điểm nào đấy thì nó sẽ phải pull back lại nó phải hồi lại thôi. Thì cái việc cây này đóng chân nó hồi lại ở đây thì 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 với mình nó cũng không phải là một cái phá vỡ giả nó 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 có mạnh mẽ. Trừ khi là cái phá vỡ giả nó đi từ 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 từ, từ nó lên nó test đây. Xong nó phi một cây ra nó đẩy đúng một cây như này nó rút chân lại thì nó sẽ làm cái hành động phá vỡ giả rất là mạnh mẽ và có thể làm cho xuống quay đầu trở lại. Nhưng còn cái việc mà nó nó đẩy nhanh lên BTC nó lên đâu đó trong 3 ngày mà trước đó phải chạy mười mấy ngày mới về đến đây từ đây để lên nó có có ba ngày nó để lên đây mạnh nhưng nó đi cả một đoạn rất là xa ba bốn phần trăm thì cái việc mà nó điều chỉnh nó rút chân về đây thì nó là điều bình thường nó không phải là cái thế phá vỡ mà như mình vừa nói đó thì thì nhưng mà cái mà chúng ta cần thì đương nhiên là vẫn phải chú ý đến cái động thái này của giá mặc dù nó một cái động giá thái bình thường thôi chứ không phải một một cái động thái tín hiệu quay đầu đảo chiều mạnh mẽ nhưng mà rõ ràng là nó đóng một cái cây lên lên một ở dưới bên này thì cũng khá là lăn tăn thì đấy cũng chính là lý do tại sao mà trên nhóm mình bảo các bạn phải cân nhắc với mình thì thực ra thì cái điều kiện tiết kiệm của mình nó có hàng từ bên dưới này rồi mình có hai phần trăm rồi thì mình cũng không thiết tha còn sóng từ đây lên đây mình cũng ăn được rồi thế nên ra với mình thì cái kỳ vọng lợi nhuận của đợt này thì nó cũng không phải là quá nặng lề thế nên là mình vẫn hiện tại thì mình vẫn với mình thì mình chưa action gì nhiều bởi vì thứ nhất là còn ít hàng ở dưới này mua đã vào đâu đó mười chín chín hai phần trăm rồi thì khi mà nó lại 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 test đây thì thực ra bản chất là mình cũng có thể cân nhắc là vào hàng nhưng mà nếu như mà nó thực sự nó không đông quá sâu hẳn vào trong vùng này mà nó quay về nó test lại vùng 25k thực ra bản chất đây vẫn là một vùng thôi nhưng nó lại đi vào sâu hơn cái vùng này nó lại đi đóng ở dưới sâu hơn cái vùng này một chút thế đâm ra là chúng ta sẽ hơi bị lan tăn một chút về cái vấn đề là nó quay nó đóng đây đây các bạn thấy đây, đây chính là cái vùng này đấy thì đây chính là cây tín hiệu ngày đó chính là một cây nến pin ba giảm ở cái vùng hỗ trợ kháng cự mạnh quay trở lại đóng dưới đây thì đây là một tín hiệu làm chúng ta phải lăn tăn cái câu chuyện là vào hàng chứ nếu nó về đây xong là trụ vững ở trên đây mạnh hơn một chút nữa thì mình nghĩ là có thể cân nhắc vào hàng thêm thực ra thì bây giờ thời điểm này các bạn cũng có thể vào hàng của vị trí h4 thì nữa mình sẽ nói với các bạn nó đang hơi mâu thuẫn trên xuống ngày và xuống h4 xuống h4 thì full back vào đây rồi xong bắt đầu xuất hiện những cái cây đi ngang đây thì các bạn cũng có thể vào hàng đây nhưng mà thời điểm này phải nhớ được là khi nó đóng lại một cây lên D1 như này một cái nến giảm như này thì chúng ta vào hàng phải cân nhắc và phải vào từ từ bình tĩnh thôi đi từ từ thôi không có thể vội vàng được đâu đấy thì trên biểu đồ ngày chúng ta thấy được là một cái pin ba giảm mạnh ở cái vùng hỗ trợ kháng cự này À, nó đóng thêm một kim ba giảm xuống ở ngay vùng hỗ trợ kháng cự và đây cũng cũng là một cái phá vỡ giả nhưng mình cũng nói luôn là cái phá vỡ giả này là cái cái phá vỡ giả nó không phải là một tín hiệu nó mạnh mẽ bởi vì sao bởi vì là một đà tăng mạnh của giá thì sau đó tại đây nó rút chân là cũng điều hiển nhiên thôi bình thường thôi ví dụ nó đi từ 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 từ, từ nó tăng nó nó đi đều đàn đều đặn lên lên nó test xong nó đóng cây lên xong lại rút chân xuống cơ. thì đấy chính là một tín hiệu đảo chiều rất là mình, chúng ta có thể đứng ra bên ngoài xem họ có thể có thể muốn lệnh bán đây luôn nhưng với cái thế đi này khác xuống đang đi mạnh sau một đợt tăng mạnh thì có chỉ điều chỉnh với đây mặc dù cái cái cây này nó lại trùng hợp câu chuyện là phá vỡ giả nó lại một cái pin ba giảm và trùng hợp là phá vỡ giả thì chúng ta cũng chỉ xem nó một động thái của vun bắt nhưng mà để mà hàng tiếp tục vào nhiều thì phải cân nhắc thật là kỹ nhớ đấy đấy cái câu chuyện đó còn thực ra mình thiên hướng ở đây đấy mình tí nó sang h 4 mình thấy được các bạn là chỉ các bạn thấy được là thực ra h 4 thì nó cũng là một cái 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 cái, cái cấu trúc tăng xong giảm ở đây test lại vùng nó vừa phá bên dưới này nó đi ngang đây một vài cây thì có thể chúng ta cất nhắc vào một phần được nhưng mà nhớ vào một phần ấy, thời điểm này thì đến như mình hiện tại là mình không có option gì đâu còn hàng bên dưới gồng có thể chốt lời một nửa có thể gồng tiếp Ai chốt lời một nửa xong gồng tiếp mình thì mình vẫn vào ít đâu đó ba hai ba thì thực ra thì mình cũng vứt mình để đấy thôi chứ mình cũng chưa có hành động gì cụ thể cả rồi ok nhá đấy là trên biểu đồ d 1 thì đấy có cái tín hiệu một cái cây nến rút chân bằng cái ba giảm này sang đến biểu đồ H4 à, thì biểu đồ H4 các bạn có thể thấy được là à, mặc dù đấy nó đóng cây H4 này các bạn nhìn thấy trước đó nó đóng cây H4 đi qua này sau đó lại đóng một cây H4 quay ngược trở lại cây H4 này thực ra thì nó hơi rút rút chân một chút đây nó, nó, rút chân nó đẩy lên đây thì thực ra với cái cây này thì trên H4 thì chúng ta có thể thấy được cái cấu trúc là như này đây đây các bạn vẽ trúc đây thực ra đoạn này nó hầu như nó không hồi này. con sóng này hầu như nó không hồi tí nào luôn này. vì từ đây đến đây nó chỉ muốn bách rất là nhỏ thôi các bạn có thể vẽ một cái con sóng đây lên trên đây xong nó pull back về đây không? tại cái vùng này các bạn thấy được là những cái cây nến h 4 này nó rút chân lên này cây bốn nó đi ngang tức là cái vùng này nó đi ngang nó nó di test về đến đây xong bắt đầu vùng hỗ trợ kháng cự trước nó 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 sai về đây xong nó đẩy lên nó phá rồi nó quay trở lại nó test đây và nó bắt đầu đang đi ngang đây thì thực ra trên cấu trúc của h 4 các bạn cũng có thể vào hàng được nó hơi giảm cá nó lại đóng dưới ở vùng hỗ trợ kháng cự mạnh này thôi thế là với h 4 thì thực ra cấu trúc giảm đấy nó 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 tăng lên xong nó giảm nó test về bên dưới này Đấy, thì sau đó có thể, tiếp tục có thể nó nó vững ở đây xong bắt đầu có thể nó tiếp tục nó đi lên đây quay trở lại đây ra đây và thậm chí có thể lên hai bảy tám k thực ra cái thế đi trên khung dài hạn trên biểu đồ với thì đến hiện tại bây giờ thì thực ra thì vẫn là một xuống tăng đó em vừa rút chân xong cây này để lên cây này cuối tuần chỉ cần đó rút lên đóng chân xanh đá thì câu chuyện nó lại là thằng mua đang đang chiến thế mạnh mẽ thì 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 câu chuyện nó còn đẩy lên nữa có thể lên đến tận 30 k nếu như cái lên tuần này mà xanh đến cái tuần mà cứ đóng ở trên này kể cả nó không đóng ở trên vùng 25k nhưng mà nó đóng ở quanh quẩn vùng 24 25k nó giữ đây một cây nến xanh như này thì khả năng nó vẫn còn lực đi lên tiếp. Nhưng cây nến tuần nó chưa đóng thì chúng ta chưa thể biết được. Còn cây nến ngày nó lại quay lại như này thì hơi giờ. Nhưng trên H4 thì các bạn có thể cấu trúc đấy thì các bạn cũng có thể cất nhắc hàng được. Cái này thì tùy các bạn xem là tính toán vào bao nhiêu cho hợp lý. Còn bản thân mình thì vì thế nó khác và cái cách tư duy nó cũng khác nên là cái cách vào hàng của mình nó cũng khác. Thực ra nếu mà con nhắc thì cũng có thể là vào đây một phần được, tiếp tục vào đâu đó khoảng tầm 2 30% thì có đâu đó có tầm 50% tài sản được nhưng phải nhớ được là lên cao với bây giờ mà vào nhiều hàng thì cũng khá là rủi ro và cái thứ hai nữa là cái cây lến D1 đây nó, nó không phải một tín hiệu nó quá là mạnh mẽ gì đâu nhưng mà nó cũng là một tín hiệu mà chúng ta phải cân nhắc về chừng cho câu chuyện là vào hàng đi tiền như nào cho nó hợp lý à, thì trên D1 thì nó không phải là một tín hiệu đảo chiều cũng không phải một tín hiệu để mình, mình 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 sợ hay gì cả mà vấn đề là nó là vùng giá cao rồi cái thứ hai nó rút chân như thế thì và hàng ở đây chúng ta cũng thấy được là, là cũng rủi ro và cũng khá là xa nếu mà trường hợp nó quay đầu trở lại quay ngoắt xuống bên dưới này nhưng mà cái xuống thì ra mình thì mình cũng ủng hộ đi lên bản chất là mình vẫn ủng hộ mình đi lên về đây nó test đây nó đi lên nhưng mà do cái kia đấy nó đóng ở dưới ngày thì mình đang chờ xem cái động thái như nào để tính toán và thực ra cái quan trọng của mình thì nó không phải là BTC nữa. BTC bây giờ nó đã quá cao rồi nó đi lên đến đây nó cao bây giờ lên 27 28 thì đâu đó 50 phần trăm nữa thì thực sự nó cũng không phải là một cái gì đấy nó nó quá trông mong một chờ lợi. cái mình để ý là sau cái đợt sóng của BTC thì liệu này có đợt sóng đẩy ăn coi không thường sau khi mà đẩy BTC xong thì cái mà cá vào nó sẽ đẩy ăn coi đấy chính là cái lúc mà chúng ta mới kiếm tiền vào ăn vẫn là cái thị trường mà có thể kiếm được nhiều tiền còn btc thì khi mà nó đã lên cao rồi nó đi xa như này rồi thì cái việc mà nó tăng trưởng nữa nó rất là khó mà có tăng trưởng thì không được nhiều nữa thế nên là với btc thì mình cũng không còn thiết tha nữa nếu ăn được thì là tốt ăn được thì bạn đã sẽ có lãi kép rồi bạn thêm được một khoảng phần trăm nữa thì quá tuyệt vời rồi nhưng nếu mà cảm thấy không được quá với quá thì mình cũng không thiết tha gì nữa đấy là cái cái tư duy của mình đây, còn trên hiện tại thì anh em đây mình mình có thể con các bạn là hiện tại với tình huống như này thì các bạn có thể vào hàng một phần nữa chúng ta đã vào hàng hai phần trăm bên dưới này rồi thì bên này các bạn phải tiếp tục vào hai ba phần trăm đó khoảng tầm năm sáu mươi là hợp lý còn nếu mà anh em nào vào nhiều hơn cũng được đấy thì tùy các bạn tư duy các bạn mỗi người một cách suy nghĩ mỗi người cách rủi ro khác nhau mỗi người đã ăn được bên dưới thì bên trên là người ta sẽ không không quá mặn mà không quá thiết tha nữa còn anh, anh em chưa ăn được bên trên thì chắc chắn đoạn này thì khi mà lỡ rồi thì giá nó đi rất là khó dự đoán như này rồi thì thực sự là chúng ta thấy được nó đẩy lên và có thể lên đến 30 mươi chúng ta tiếc lối thì các bạn cân nhắc vào bao nhiêu thế thì tùy thôi nhưng với cái góc nhìn của mình với cái vị thế của mình thì mình vào Thực ra có thể mình sẽ cất nhắc mình vào thêm một phần nữa ở đây và trụ vững ở đây tiếp tục giá nó trụ vững ở đây thì mình có thể cất nhắc mình vào thêm còn hiện tại 20% còn lại trước đấy mình vào đâu đó từ vùng bên dưới 20k uh, 19 k này rồi thì mình sẽ uh, tiếp tục giữ cái khoản 20% đấy để tính toán thế nào và sau đó là nó mà trường hợp mà nó chủ vững vào btc chủ vững thì có thể cất nhắc vào thêm btc nữa và không là có thể là trực tiếp chuyển từ USDT sang Ancoin. đó đúng là một cách Thế thì với anh em, với anh em các bạn có thể vào hàng đâu đó khoảng tầm uh, 20 30 cho đến 50%. Cái đấy vào bao nhiêu thì tùy các bạn. Nhưng phải nhớ được là cây D1 cũng khá một tín hiệu nó khá là cần là khá là rủi ro thì anh em vào thì đoán sao cho nó hợp lý với tài khoản của chúng ta. Thời điểm này thì thực ra thì uh, xu hướng nó đang phô mô khá là mạnh để lên khá là nhanh. Cái lến D1 nó rút chân để qua là sau một đợt đẩy dài như vậy chưa phun bắt thì nó phun bắt thôi. Đấy là cái lý giải. Uh, mặc dù đó cũng là một cái phá vỡ giả, mặc dù đấy là một cái pin ma giả, một tín hiệu đảo chiều nhưng với mình thì trong cái trạng thái bị thế như này thì mình nghĩ là cái tín hiệu đấy thực sự nó không có quá mạnh mẽ. Nó chỉ là để mình chú ý, mình cân nhắc ra đi sao cho nó hợp lý tiền nó rủi ro nó hợp lý thôi. Đấy thì các bạn có thể cân nhắc vào đây một phần, ở đâu đó các bạn có thể 30%. 30% là mình thấy hợp lý, còn đâu anh em vào 50% trăm được, cái tùy thôi. Anh em nào đã có từ bên dưới mà các bạn gồng được mà các bạn không chốt lời ở những cái đoạn này. Bởi vì thực ra kể cả vào được dưới này lúc đấy thời điểm có quá nhiều phút, có quá nhiều tin tức nguy hiểm đâm ra là thực ra chúng ta để mà gồng lời được thì rất là khó nhưng mà đơn giản nó trừ khi cái số tiền đấy nó 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 không 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 là gì với chúng ta hoặc là chúng ta cảm thấy được là uh, chúng ta đã quá quen với câu chuyện đấy rồi thì chúng ta có thể dùng đơn giản nó vứt đấy. Trường hợp quay trở lại thì chúng ta lại về điểm entry đi, thì nó đơn giản mà, đúng không? Đó, thì câu chuyện nó là như vậy. Thì uh, trong thời điểm này thì uh, các bạn có thể vào đâu đó phần 30% ở khu vực này, các bạn vào hơn tí cũng được. Đấy tùy anh em tự quyết định thôi. Còn thời điểm này với mình thì bản thân mình thì mình vẫn tiếp tục theo dõi nhưng nếu mà vùng này chúng cũng tiếp thì có thể mình cân nhắc mình vào thêm hàng tiếp. Có ý dưới này thì bây giờ gồng gồng giờ cứ kệ nó như nào đã bởi vì thấy được cái cửa lên cái hướng lên thì nó nó vẫn còn đá vẫn đang mạnh mà nó hơi đóng ở dưới này thì nó hơi, hơi, hơi hơi khó một chút thôi nhưng mà nếu mà trường hợp mà 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 chú ở đây thì có thể vào thêm tiếp còn nếu trường hợp mà từ đây nhé nó đang đi ngang đây nó hồi hồi lên một chút xong bắt đầu nó lại nó lại vú lên đây mình các bạn này trường hợp nó đi lên đây nó hồi lên đây một chút xong bắt đầu lại quay trở lại đây nó test đây và nó phá đây à, nếu mà trường hợp nó phá đây thì khá căng lắm nếu như quay trở lại test đây phá đây thì có thể nó sẽ quay về bên dưới này nó test thậm chí còn sâu hơn nữa À, cái đấy là cũng phải cẩn thận mình thì mình không nghe về kịch bản này lắm mình nghe về cái bản buôn vào đây xong một đợt tăng giá mạnh như này buôn vào đây tích lũy xong một đợt đi lên test lại đây và ta có thể phá đây lên trên thì mình vẫn đang nghiêng về kịch bản này hơn chân. nhưng nếu mà nó đi lên trên đây nó đi lên trên mà nó không phi lên được nó test lại bên trên này không phá được cái vùng này được mà nó lại quay trở lại bên dưới là nó test đây và phá đây thì có thể nó sẽ về bên dưới này. các bạn phải cẩn thận nhớ nhé cẩn thận nếu trường hợp nó phá đây thì chúng ta phải theo dõi thì là kỹ và có thể xử lý tình huống ngay rồi thì trên đây là cái phân tích cũng như nhận định của mình. Thời gian sắp tới thì nó còn khá là nhiều biến số. Ví dụ như là lãi suất, lãi suất thì hiện tại giờ cửa 0.5 và 0.25 vẫn đang nga phê nhau thôi. Trước đấy thì 0.25 là chính như thế. Sau khi đó thì câu chuyện sợ về vấn đề và lạm phát thì người ta lại nghiêng về kịch bản 0.5. Nhưng sau khi lạm phát ra rồi, sau khi lạm phát ra rồi, sự lạm phát vẫn đang có xu hướng tiếp tục quay đầu giảm tiếp. Thì cái kịch bản 0.25 lại đang quay trở lại và có khả năng kịch bản 0.25 sẽ là kịch bản chính. Thì cái đấy chúng ta phải theo dõi thêm thôi. Sắp tới ngày 23 tháng, sắp tới thì sẽ là ngày công bố lãi suất của Fed thì chúng ta phải theo dõi. Nên là thời điểm này anh em đi tiền sao cho nó hợp lý, phù hợp với bản thân và tài khoản của các bạn. Rồi thì đấy là làm sao một số trao đổi với các bạn thì thấy anh em là cũng khó lựa chọn cũng không biết là tư duy như nào sao cho nó hợp lý thì mình làm cái video này để gửi đến các bạn, các bạn xem tính toán sao làm sao cho phù hợp với tài khoản của các bạn. Rồi nhớ một điều là tiền này của chúng ta. Hãy tư duy, hãy tính toán, hãy động não lên để suy nghĩ xem chúng ta cần làm gì các bạn theo ai các bạn nghe ai cũng được nhưng mà bản thân chúng ta đầu tư phải nhớ được là bản thân chúng ta đầu tư kể cả các bạn vào nhóm vip hay là kể cả các bạn đi học hay đâu cái gì nữa thì chúng ta vẫn phải tự động lão và chúng ta vẫn phải tự tự tính toán cho chúng ta và nhiều khi là do có thể là bận có thể gì đấy mình không côn kịp kêu các bạn đâu có thể do có công việc mình không thể côn kịp thì bản chất là khi mà có tình huống xấu xảy ra thì bản thân mình phải biết tự làm gì bởi vì có những trường hợp nó rất là chấp nhận nó đi rất nhanh mà chúng ta đến nhiều khi mình còn chẳng kịp bởi vì lúc đấy là thị trường nó mất thanh khoản nó đẩy giá rất là nhanh chúng ta không kịp làm gì là chúng ta sẽ lõm rất là nhiều tài khoản hãy nhớ đó hãy cố gắng chủ động hãy cố gắng tư duy cho bản thân mình hãy cố gắng học lại kiến thức ít nhiều phải có để mà mình trang bị phòng thân những lúc mà nó biến động mạnh thị trường nó rất là khó nếu mà không có tư duy thì không bao giờ kiếm được tiền đâu nó còn là tâm lý nữa rồi ok thì nếu uh, nếu bạn thấy video này nhé hãy cho mình một like và đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh để các bạn có thể nhận được video sớm nhất từ mình À, các bạn nhớ follow cả kênh trong telegram group facebook của mình nữa thì nếu có biến gì nhanh và mạnh nếu có biến gì quan trọng thì mình sẽ cập nhật ngay trên đấy tình hình hiện tại btc thì nó vẫn đang đi ngang đây thôi chúng ta chờ theo dõi thêm thôi còn anh em là vẫn nhắc có thể vào hàng một phần trước Ở trước cũng được đấy, hiện tại mình đang đi sideways đây là hơi khá nó trường hợp đây nó phá đây thì cũng cẩn thận không nhìn nó về nó test lại đây đấy. nếu phá đây thì có thể quay về để test đây khá là nguy đây nó vẫn đi ngang đây bốn mắc đây xong đẩy lên nó đi ngang nó đi ngang đây thì đây cũng là tín hiệu có thể vào hàng được thì anh em cất nhắc vào một chút Trường hợp nếu mà sai nếu mà ấy thì có thể chúng ta sẽ tính toán gấp lỗ hoặc có thể là uh, Chúng ta sẽ dừng cái việc mua lại Đi tiền sao cho hợp lý vào Ok xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo